Đồ cái gì vậy? Đi vậy mày má? Mày cái quần của thế nào vậy? Đó là một cái. Xin chào mọi người đã đến với kênh của Hồ Duy Phương. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series những trò chơi tuổi thơ. Đây là hai người bạn cùng chơi với mình. À, luật chơi ngày hôm nay không có quấn nhau. Không thể dục chứ. À đúng rồi, thể dục vận động cũng được. Vận okay. Động thôi. Vận động chứ. Rồi xong chưa? Chúng ta chỉ có 15 giây thôi. Rồi. Mấy bạn sẽ chọn một trong ba món đồ trước, rồi tôi sẽ công bố luật chơi sau. Chấp mấy bạn. Rồi. Bạn. Rồi cái ghế cho an toàn. Và luật chơi như sau, chúng ta sẽ xú xì. Ai là người thua sẽ bị giữ. Hai người còn lại sẽ kẹp dưới chân này một con gà. Và cái người bị giữ sẽ có nhiệm vụ là bị bịt mắt kín lại. Và trên tay cầm hai cái món đồ đó trên tay và di chuyển trong cái ô này thôi. Okay. Không được bỏ món đồ xuống đất. Okay. Và cái người bị giữ mà bắt được một trong hai người kia thì một trong hai người đó bị thua và bị phạt. Okay. Hình phạt của trò chơi này đó chính là sẽ bị nhổ 5 cộng lông chân. Hả? Hai bạn chọn 5 hay 10? 10. 10 cộng lông chân. Không. Mình không chơi 10 nữa. Mình dán băng keo mình giật. Không có băng keo. Không có băng keo. Vậy thì mình xe mình chết luôn á. Mình phải chơi lớn. Con phải phim lần nữa ba lần. Ba lần giật trắng đen thôi. Rồi, trắng đen. Nhiều ghét ở. Ok, giờ trắng đen đi. Rồi cái người nào mà ở lại là cái người bị bịt mắt nha. 3 2 3. Rồi, bạn chọn cái ghế là bạn phải ôm cái ghế bạn đi kiếm nha. Cách đồng hồ cái nè. Rồi vô. Nay ngày gì xui chúng ta. Ra phụ giữ giùm cái. Rồi. Ngon lắm. Khoan, trước khi ấy cho coi cái ấy coi. Coi cái gì? Không có gì coi. Rồi kêu cho bạn coi một vòng. À, coi lại. Diện tích chúng ta là chỉ có 4 mét vuông thôi. Chỗ đây nha, không chơi giờ nha. Ủa, đi sao trong vòng được rồi. Chơi phải đúng luật bạn. Chơi đàng hoàng nha, không được chơi giờ nha. Camera mà. Rồi giữ giùm. Trong vòng 5 phút mà bắt không được người là cũng bị bạn xe, bị phạt xe lông chân nha. Không có cho ôm sờ không? Thoải mái. Bạn cầm cái ghế đây nè. Bạn rờ cái gì? Bạn cầm cái ghế của bạn lên. Cầm cái ghế lên rồi. Đó, không được bỏ xuống nha. Bỏ cái đồ mình cầm trên tay mà bị chạm đất là cũng bị phạm quy nha. Đúng rồi. Camera nhớ coi đồng hồ nha. Chuẩn bị nha. Khoan, từ. Mày kiểm tra đi, mày nói kiểm tra đi được chưa? Nè. Có hết rồi. Được chưa? Rồi. 3 2 1 chạy. Từ từ để người ta chạy đã. Ok bắt đầu chưa? Bắt đầu. Không chơi ăn dao nha. Ủa mấy cha nội đi trốn đâu dữ ta. Đập cái cây này hoài vậy. Sao tôi không nghe tiếng mấy bạn chạy như các con kêu chiếc biết vậy. Chơi dao vậy. Khoan xí, hồi nãy có ba bóng đồ, tại sao không có bạn nào cầm cái này vậy? Dân kiến quá. Đúng không? Chết cây chú luôn rồi. Tính thưởng đâu phải bắt tôi là dễ đâu. Tôi leo đoạn cây mà. Sao mà bắt được tôi? Đúng dần. Ủa anh dạ vậy? Miễn sao trong vòng chứ. Ta trong vòng mà. Đúng lực mà. Ủa? Không, tôi đề nghị là ná cây ra nè, giả ngoài này nè. Chơi kỳ quá. Kỳ gì? Bây giờ leo lên cây rồi tôi biết đường nào tôi kiếm. Nó phải có chướng ngại vật chứ, các bạn đâu phải muốn bắt là bắt, nó dễ quá thì ai chơi hả? Rồi bây giờ bạn Phương phải chịu trách nhiệm cái hình phạt nè. Rồi vô nhanh Thím Phương ơi, nhanh. Chơi cho kỳ trời lại đi trời, thua cho kỳ vậy. Tính trốn mày vậy. Từ ba. Quýnh cái chiêu lạng này hơi lâu á. Cái giây phút hạnh phúc nhất đời đây. Mà ý khoan từ từ đi. Trời, xin khoan hoài trời. Cái gì vậy, làm gì vậy? Nhổ hai cộng thôi. Bậy rồi. Mình chơi đàng hoàng, làm gì có chuyện mà gọi là đút lót ở đây, không có chuyện vậy đâu ơi. Mấy cái đồng bạc lẻ này mới xài. Không có chuyện đó ha. Rồi. Mình chơi là mình chơi công bằng. Bây giờ bạn thưởng
bạn là người thắng cuộc thì bạn sẽ là người nhổ đầu tiên ha. Ý là vuốt thôi mà, mới vuốt thôi chứ có làm gì đâu. Nhẹ thôi nhưng mà nhưng mà là một lần một thôi nha, tuột không có làm lại đâu. Từ từ rồi xong rồi giật vậy hả? Ừ, con từ có cái gì để cắn. Khi nào mình giật là mình sẽ báo bạn, hiểu không? À, bây giờ xe đi, một lần xe. Giật trừng cái đã luôn à. Không có nói, không có nói. Bạn còn yếu á, bạn không có kinh nghiệm giật lông chân. Hồi coi tôi nè. Không được, không được. Không đúng rồi, cuộc chơi nào nó cũng phải có một cái sự trừng phạt. Làm là một cái dứt khoát mà ra giật mình chứ. Đã quá, thiệt vậy, phút này đã quá chị. Cùi bắp. Một con không có được cái cộng nào trong vậy. Một con gà. Em nói mình cho lại đi, cho lại đi. Mình cho lại đi chứ. Đây. Mọi người chơi á là phải hiểu lực. Mình á nãy mình dặn là xe một lần hả giật. Bạn này quá dở. Cứ còn non lắm. Đây. Ấy là một lần một thôi. Không thì ta xe lên rồi ta giật chỉ một lần. Đấy, không giật ngược lên. Ủa giật đâu kệ người ta. Mày trời quá, đúng rồi. Nè, rồi. Khi mà bạn muốn giật đau là phải như thế này nè. Ê, dở. Không từ từ, từ làm nháp cái đã. Không làm nháp. Dở quá ta nè. Chưa mà, chưa giật mà. Đây, mọi người coi nè, đó. Rồi. Đây, bắt đầu sẽ túm lại rất nhiều. Ta thấy chưa giật. Chưa giật mà lại nữa. Chưa giật à. Đó là một cái. Rồi, tới bạn quay phim chưa? Mẹ. Tới bạn quay phim. Ê. Giật lông chân là mình phải lựa lựa. Ngoài mẹ, ngoài giật non. Đó. Người ta giật ở đâu, người ta giật. Rung quá, rung rồi, rung. Chưa. Bỏ cái tay ra. Có cộng nào. Có chứ. Nước miếng. Thỏa mãn. Ê, nên giật ké cũng được quá ta. 3 2 Ủa chưa 3 mà mới ra đi hết rồi. 3 Tôi bắt cái thím nào hồi nãy mà xe lông chân tôi nhiều nhất này. Tôi ngu quá, tôi vẽ cái vòng nó hơi lớn mới thím à. Tôi nghe. Đúng hàng luôn á. Mấy thuộc quần. Có quần. Mặc quần vô đi ông nội. Cái ghế. Chết mẹ rồi. Chết mẹ. Ê bỏ ghế luôn á. Em thưởng. Chết mẹ bỏ ghế nè. Mất cười quá. Cái gì chơi gì đấy. Khó thì không nghĩ ra được. Kênh em bị flop. Cho thím nha. Ông Cường ra khỏi trạch rồi. Tôi kiện. Tôi kiện. Rau nãy không kiện. Reset lại. Cần phải reset lại. Rau nãy cởi không kiện. Bây giờ không biết bắt tội kiện. Đúng rồi. Mắc cười quá. Cái này lông tơ nhiều nè. Nè. Lông tơ nhiều thì nó đau nhưng mà cái này khó giật. Tôi không cần xe đâu, tôi nhắm đúng một chùm thôi. Chưa luôn á, chưa bình tĩnh. Tới. Này nó non các bạn. Hồi nãy á, thím thưởng. Thôi cứ làm trước đi. Phương hồi nãy mình cố ý mình không có giật. Không. Tôi thấy được cái ánh mắt rất là gian xảo của bạn, bạn rất gian xảo. Nãy là mình cố ý. Chẳng qua là mồ hôi nó hụt thôi. Mình không ra công nào đó. Nãy đưa tiền không lấy. Mẹ sĩ diện. Chưa có làm. Mày này. Wow. Mình cây dơ hồi nãy. Không, mình cây dơ gì? Nãy mình cây dơ bằng cua đó mấy, bằng cua mấy, con cua đâu. Hồi nãy đó, đáng lý là bằng cua đó, con cua đâu. Làm gì, nhảy quá sao bây giờ. Làm gì, chưa mà. Ôi. Ê, cái này bỏ hủ tiếu ngon á. Trời, tránh xó luôn rồi, trời ơi. Ê, tính ra khỏi cần quát luôn á. Sạch luôn á. Còn mấy cái này chưa giật.
vậy? Tôi. Rồi. Không thể bỏ qua tôi được. Đưa ra giữ giùm cho. Không, mình bạn bè thắng rồi. Thắng. Cái gì? Thắng nhẹ thôi. Anh em còn giật tới mà bạn bè cái gì? Ơi. Vô. Chưa. Nhiều. Trời ơi. Camera. Mình quay người chứ không phải quay động vật. Ui. Thôi quay cảnh cho bạn. Thời lượng có hạn. Ok chưa? Quay đàng hoàng. Quay đàng có lương hoàng không? Chứ. Ngồi không có cơm ăn luôn á. Chứ là chưa thấy có view mà thấy hơi hành hạ rồi đó. Hành hạ quá. Đau. Nói chung tôi cũng muốn bị nhổ lông chân mà thời lượng không cho phép. Thời lượng không cho phép mấy anh chị. Thì bây giờ anh em chúng tôi kết clip nhổ lông chân ở đây ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Cường cảm ơn. Ủa, tên ai vậy? Bậy đó. Mọi người ơi, vừa rồi là vòng 2 cũng là vòng kết thúc của trò chơi bịt mắt bắt dịch. Hẹn gặp mọi người trong cái trò chơi và hình phạt khác nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Cường Vlog nha. Không, Cường Duy Phương. Ít bữa đổi tên tính sau. Bye bye. Ok, bye bye. Bye bye, ban máy chỗ khác đi. Rồi xong ban đi.